Đây các bạn, đây là cái chai mà DA6 mình khuyến cáo mọi người xài á, thì tay đầu nó rất là dài, mà cái độ dày của nó các bạn, độ dày cái thuốc này mình có thể sử dụng được cho mùa mưa các bạn à. Mùa điện thì mình pha thêm một muỗng Thiên Long hoặc muỗng F97, nhưng mà hàng mùa thì mình sử dụng được các bạn. Tay nó rất là, nhìn cái trái nó rất là mướt, nó không có phải như cái trái mình xịt với L3 hay là này là thuốc này nọ Thiên Long hay F97, mà cái này nó rất là mướt nha các bạn, trái rất là dày, tay rất là dài dài luôn, mờ mẫn, rất là mẫn trái nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó, ba tay đầu đẹp ghê chưa? Đó. Mình có chia sẻ trong một cái bài mà thuốc lấy tay mới các bạn. Rồi thay thế cho VL3 đó mọi người. Tay rất là đẹp mọi người à, nó mởn, nhìn cái mởn, nó mởn trái. Mình tưởng đâu là xong rồi. Mình đi xịt xong mình thấy nó gục sớm á mọi người. Mình nói trong bụng rồi xong phim. Tiếng này là tụi lũi nữa rồi. Nhưng mà không các bạn à. Nó rất là đẹp, mọi người thấy không? Nếu mà mùa mưa mình sử dụng cái thằng này là ngon lành hơn là mình về xài với L3 chia cho nó tốn tiền. Với L3 mình có thể để cho hàng biển mình sử dụng. Đây nè các bạn thấy không? Tay đẹp không? Mà nè, các bạn nhìn nè, cái tay nó dày. Mới xịt thuốc lấy tay đầu thôi các bạn. Thuốc búp, cái lứa này mình chưa xịt thuốc búp nữa. Tại vì nó có cái lứa trái mà gần chín nó cần nè, mình xịt vô mình sợ nó lem. Mình không xịt lứa búp luôn. Mình chỉ xịt một lần lấy tay đầu thôi. Mà các bạn nhìn nè, tay nó dày không? Dày bán bự mà cái trái nó mỡn lắm các bạn. Nhìn nó hấp dẫn lắm. Ta về thò trái nó mở nhìn đã lắm các bạn à. Bạn có thể sử dụng liệu trình này cho mùa mưa. Mùa điện thì mình tính sao, mùa điện thì mình sử dụng VL3 hay là những thuốc khác. Nhưng mà cái này thì cái màu trái và cái độ mình xịt, mình thấy tai tóc và nó bung cái tai như vậy là mình nghĩ là không thể bó được. VL3 đôi lúc mình các bạn mà xịt nhiều á, xịt nhiều nặng quá thì nó sẽ bó trái, nó đẹp trái. Mà đây các bạn thấy không, nhìn trái rất là mỡ, tay rất là bự dày, thế các bạn, tay rất là bự, rất là dày. Hôm bữa mình có chia sẻ thì có nhiều bạn kêu để hóng xem cái chế non, thì đây bạn thấy đã không, rất là đẹp không, nhìn nó rất là mướt con mắt các bạn à. Những cái thuốc khác mình xịt á, nên mình thấy nó cái trái là cái khúc chỗ này nè, những mình xài những cái thuốc khác á, cái trái chỗ này là nó hay bị chùm chùm nhỏ lại, rồi mình xịt thuốc vào khi mình lặt rau mình xịt thuốc vào á thì nó sẽ bung. Còn cái này á mình xịt mình thấy nó bự ra luôn các bạn, cái bẻ tay đó nè, bạn thấy cái bẻ tay không, mới xịt có một cử tay đầu à, mà tay nó dày dày không nè, tới năm tay đầu luôn, 1, 2, 3, 4, 5 tay đầu luôn các bạn. Thấy hay không? Nếu mình nhìn vô, các bạn nhìn vô là các bạn thấy nó trái nó đủ mỡ rồi. Còn thấy đẹp không? Quá đẹp, theo mình nghĩ là hàng mùa mà sử dụng cái to này là quá đẹp các bạn. Sử dụng chi biết là ba tốn tiền. Với là ba đôi lúc các bạn xài tới cả chai. Mình xài có nửa chai à. Cái này thì mình xài 15 ml. Thấy không? Tay mà trái nó mở ghê không? Hay thiệt. Đây, bữa mình đi mua thuốc mình xịt, cái đại lý nó mới nói là mình test thử cho nó cái chai đó. Mình đem về mình test thử nè, cho để cái mẫu hàng mùa các bạn. Mẫu hàng mùa vậy là đẹp đâu. Nuôi trái quan trọng là nuôi trái nó lớn hay không nè. Thì bây giờ mình đang review cho các bạn cái lúc mà thời điểm mình lấy tay đầu trái vậy, rồi sau này mình sẽ review nó cho các bạn xem khi trái nó lớn nó có bị bó không. Các bạn thấy tay đẹp không?
đều luôn. Hay thì các bạn thấy cái tay đó, các bạn nên xịt hay không xịt thì các bạn tùy các bạn. Thì mình giờ mình đây review cho các bạn xem thế này là thấy quá là đẹp rồi. Tay dày dài bẹ các bạn. Tại hôm bữa mình không xịt cái nước một mà dùng sợ đụng cháy chứ cái này nó lem các bạn. Tại vì người ta xịt từng búp còn mình phà một cái mình đi à, nên mình sợ là nó bị lem cái đó nên mình không xịt, mình để tay đầu luôn mình mới xịt các bạn ha. Rồi quá đẹp không, nhìn trái nó mởn không, mở nữa tay đầu dài thon luôn. Cái này là mình xịt là không có thiên nông hoặc F97 luôn nha các bạn, chỉ có 15cc đó. Cái DA6 cộng mấy gói mà lấy tay đầu thì các bạn có thể sử dụng gói lấy tay nào tùy các bạn, như đông như lấy tay đầu đẹp của Á Châu nè, rồi NASA hay là bất cứ một cái gói lấy tay đầu nào. Rồi các bạn chỉ cần bỏ 15cc của cái chai DA6 vào là đẹp thôi. Mẫu hàng mù vậy là Y3 rồi, cần chi đâu với L3 cũng kém. Còn thấy không? Quá đẹp. Quan trọng là trái nó lớn hay không, có bị bó không thì các bạn hãy đón xem video của mình nha. Về trái lặt râu 10 ngày, trái 15 ngày, trái chín, kết quả nó sẽ như thế nào, có bị bó không hay là có bị đẹp trái trai trái thúi trái không. Thì bây giờ thấy các bạn thấy là trái màu này là rất là mở rồi đó. Và cuối cùng thì mình cũng xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng người con Bình Thuận. Chào các bạn đã đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình thời gian này. Thì những các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhấn chuông chọn tất cả để ủng hộ kênh người con Bình Thuận của mình ngày càng một phát triển mạnh hơn. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn muốn biết cái toa thuốc này mình sẽ gồm những cái gì thì các bạn có thể vào xem cái bài viết mà mình ghi là tiêu đề là test thử thuốc lấy tay đầu mới đó các bạn. Mình mới đăng mấy bữa test thử thuốc lấy tay đầu mới thì các bạn có thể có biết được cái chai DA6 đó. Rồi các bạn nào mà muốn mua để sử dụng thử thì các bạn comment vào video này của mình. Trong phần bình luận mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn.